quay hả? Quay khởi động vậy. Đây là thịt bò Gia Lai. Thịt bò một nắng của Gia Lai. Nướng ăn với muối tiêm. Còn tôi nghĩ đây là thịt nai rừng ở Lâm Đồng. À, kế nhà của anh Thạch. Đây là muối kiến. Đây là muối kiến. À, muối kiến. Nai kiến. Đây là đỗ hồng, anh Sơn Dương. Kiến này là này, kiến gì không biết, nhưng người ta bắt tôi người ta rang lên. Trộn với muối. Thành ra muối kiến. Đây, muối kiến. Đây. Đây. Còn đây là thịt bò tinh chất của muối kiến. Thịt bò một nắng này thì mình chỉ nướng qua sơ sơ là được, không cần phải nướng kỹ. Xong bỏ ra, xong mình xé bằng tay nữa. Xé bằng tay. Xé bằng tay, tay thì phải gài cũ, gài đồ không thì mình xé nó mới ngon. Vậy clip này tí em đưa cho các chị gì luôn. Tay xịt quá là xé nó không ngon. Tay phải dơ dơ dơ. Hôm qua gặp học sinh, tay hôm qua gặp học sinh. Qua đây. Đấy, anh này. Chấm muối kiếm này. Muối kiếm. À, chấm thấm mà và đó, nè, cối. Đây. Ăn cái này là phải bóc tay và cầm và xé và chấm ăn, không dùng đũa hay gì cả. Thịt này toàn đồ ngon.